Rồi chào bà con nha, bữa nay thì con cái bộ ống đạp nước siêu tốc nè, dành cho ống cây xăng cây dầu rồi nè, đang ra gắm thử bụng của xăng đây. Đây. Tùy theo kích cỡ con đặt nha, nhỏ nhất bên em là 2 tấc 4. 2 tấc 4 với nhỏ nhất có ngày con lớn rồi con đã thích cái nào đang đặt cái đó tùy theo máy nữa. Đây, ống đạp. Tùy theo máy rồi con đặt cho phù hợp nha. Alo. Được anh. Đúng rồi. Thì nhân dịch tính. Rồi. Đây, nguyên bộ bơm nước ống đạp đây, gọi là ống đạp đó con. Ống đạp 2 nòng. Nhỏ nhất của em 2 tấc 4, dành cho mua nó xăng. Đây. Đây bà con, đây chiếc dịch cho con nha. Tùy theo động cơ tôi chậm tôi nhanh mà gắn dịch nha, một loại 2 cánh loại 3 cánh bà con. Tùy theo loại mà gắn nha. Đây. Loại 2 cánh, 3 cánh tùy theo. Nếu con tôi chậm là gắn 3 cánh, còn tôi nhanh là gắn 2 cánh. Đầy đủ. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 677. Đây là ống đạp nước. Ống đạp 2 nòng nha bà con, đây có nòng trong là nòng ngoài đó con, nòng trong nòng đó đó. Đó, nòng trong đó, 2 nòng. 2 nòng giúp cho máy nhẹ mà lên nước mạnh nha bà con, để đi được xa và cao hơn. Bên em nhỏ nhất là 2 tấc 4, lớn rồi con đặt nha. Rồi con nào có nhu cầu luôn nè, 088 635 6707. Ống đạp nước siêu tốc. Rồi con nào có nhu cầu luôn nè, 088 635 6707. Nguyên bộ nó rồi con. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. À, nguyên bộ gắn cho máy xăng nha, chương trình thì tùy theo máy tôi chậm tôi nhanh mà gắn nha. Đây là bơm nước đạp 2 nòng. Nòng trong nè. Nòng ngoài. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Rồi chào bà con nha. Ống đạp nước siêu tốc chống khô hạn ngập úng rồi đó là con. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Nguyên bộ nó rồi con, mua bộ máy xăng. Nhỏ bên em nhất bên em là 2 tấc 4. Còn lớn thì bà con đặt theo cái nào đặt nha. Ống ra nhỏ nhất bên em là 2 tấc 4. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Rồi chào bà con nha.
ống đạp nước 2 nòng siêu tốc